Tối ngày 7 tháng 1, đại diện đội cảnh sát giao thông trật tự quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc tài xế nghi bị đột quỵ khi đang điều khiển ô tô Porsche. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 7 tháng 1, ô tô Porsche biển kiểm soát 30A31679 do một nam tài xế điều khiển hướng Đại Cầu Việt, xã Đàn. Khi tới khu vực đường dẫn ra khỏi hầm Kim Liên, Hà Nội, chiếc ô tô mất lái, tông đổ nhiều cây xanh ở giải phân cách rồi lao sang làn đường ngược lại. Rất may, vụ tai nạn không có thương vong về người. Tại hiện trường, chiếc xe nằm giữa giải phân cách và làn đường hướng xã Đàn, Đại Cầu Việt. Giao thông qua khu vực di chuyển khó khăn do nhiều người hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc, tài xế sau đó được đưa đi cấp cứu. Tối cùng ngày, theo lời người nhà tài xế cho hay, nam tài xế điều khiển ô tô bị đột quỵ do trời lạnh nên dẫn đến mất lái. Hiện tại, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3 cho biết, tài xế tự gây tai nạn, lao xe lên giải phân cách, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai ngay sau đó. Hiện, công an quận Đống Đa đang thụ lý và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc hơn 0 giờ ngày 6 tháng 1 tại ngã tư ga thành phố Vinh, Nghệ An. Xe bán tải mang biển kiểm soát 37C-37257 lưu thông trên đường Lê Lợi với tốc độ cao. Khi đến ngã tư ga đã tông vào đuôi một xe taxi hãng Vạn Xuân khiến chiếc xe này bị văng ra xa, dập nát. Chưa dừng lại đó, xe bán tải tiếp tục lao về phía trước mấy trăm mét, qua giải phân cách sang phần đường ngược chiều, gãy trục mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến tài xế xe taxi bị thương bất tỉnh trên ghế lái. Hành khách là một cô gái trẻ bị thương nặng mắc ở hàng ghế sau. Người dân đã phải dùng xà beng cậy giải cứu nạn nhân ra ngoài và đưa tới bệnh viện cấp cứu. Chiếc taxi chở cô gái trẻ bị dập nát hoàn toàn, xe bán tải hư hỏng nặng phần đầu, nằm bên chiều đường ngược lại. Ngoài ra, một xe taxi khác cũng bị hư hỏng do va chạm trong vụ tai nạn.